Tại Ấn Độ thì nơi đầu tiên ghi nhận biến thể Delta từ mức đỉnh dịch hồi tháng 5 với hơn 400.000 ca nhiễm mỗi ngày. Số ca nhiễm mới hiện nay ở Ấn Độ đã giảm xuống chỉ còn khoảng 1 phần 10. Vì thế chính quyền trung ương của Ấn Độ đã cho phép các chính quyền địa phương tự quyết định về việc phong tỏa hay mở cửa trở lại tùy diễn biến của dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn còn nguy cơ bùng phát các điểm nóng dịch bệnh mới. Vậy Ấn Độ đã từng bước đi qua đỉnh dịch vừa qua và sẽ duy trì các biện pháp kiểm soát dịch tiếp theo như thế nào. Phóng viên Anh Phương sẽ điểm qua một số ý kiến trên các trang báo tại độ. Xin kính chào quý khán giả. Buổi sáng nhâm nhi ly cà phê tại nhà, tạm quên đi những hối hả của cuộc sống. Cảm giác này chắc đã không còn thi vị như xưa với đại dịch và các lệnh phong tỏa. Vậy nhưng giới chuyên gia y tế tại Ấn Độ thì đang mạnh mẽ kêu gọi hãy đừng vội quay lưng với những ly cà phê tại gia như thế này. Theo như trang mạng của kênh truyền hình New Delhi TV thì một năm rưỡi qua đã dạy cho Ấn Độ nhiều bài học và rồi họ nhận ra con đường duy nhất có thể chống lại Covid-19 hiện tại và cả những biến thể mới trong tương lai không gì khác ngoài khẩu trang, duy trì giãn cách, ngăn chặn những đám đông hình thành các sự kiện siêu lây nhiễm. Ở đó hành vi đúng đắn của mỗi cá nhân là loại vaccine duy nhất bền vững. Chiến lược chống dịch ở mỗi quốc gia có khác nhau nhưng ở đâu việc phong tỏa hay áp đặt các lệnh giới nghiêm hầu như cũng đều là sự lựa chọn cuối cùng. Song có một bài học khác mà Ấn Độ rút ra từ làn sóng vừa qua của đại dịch là nếu đã nhận ra việc phong tỏa là không thể khác thì không được chần chừ. Một nghiên cứu của Bộ thống kê Ấn Độ chỉ ra rằng các lệnh phong tỏa tại Ấn Độ đã giúp giảm khoảng 78.000 ca tử vong và khoảng 2,3 triệu người nhiễm COVID-19. Đại dịch đã kéo dài suốt từ năm 2020 đến nay. Khi đầu người ta nghĩ đến mùa hè năm 2020 dịch sẽ qua rồi sau thì lại kỳ vọng hết năm 2020 sang năm 2021 mọi sự sẽ ổn. Nó khiến một tâm lý chung trong xã hội Ấn Độ là sốt ruột, không còn muốn tiếp tục với cảnh ngăn sông cấn chợ. Nhưng giới y khoa Ấn Độ lại chỉ ra rằng không nên mất niềm tin trong lúc này. Bởi thực tế từ trước đó, giới khoa học đã dự báo năm 2021 sẽ là năm của biến thể. Trong một kịch bản xấu, người ta còn tính tới việc virus sẽ biến đổi phần lớn chuỗi gen để trở thành một virus hoàn toàn mới không còn là SARS-CoV-2 nữa. Nhưng rất may mắn, điều ấy đã chưa xảy ra. Ngoài ra, nếu nhìn lại lịch sử, theo trang mạng The Tribune của Ấn Độ, đại dịch cúm Tây Ban Nha cũng đã tạo ra bốn làn sóng lây nhiễm trước khi dịu dần. Với đại dịch Covid-19, thế giới đang trải qua làn sóng dịch thứ ba. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam, thường trú khu vực Trung Đông Nam Á.